Rồi tiếp theo là bonsai 413 quý vị ơi. Đây là một cây mực quế siêu bông. Mực quế này bông quanh năm luôn nha. Cây này là cây mực quế Thái nha quý vị. Cây này có giá là 300.000. Đây tỷ lệ đây, cây nước đây. Đó. Mực quế Thái nè, lá nó này nè. Lúc trước tôi có bán mấy cây giống cho quý vị là 120.000 một cây đó. Bông quanh năm suốt tháng luôn. Bông trái quanh năm suốt tháng luôn. Cây này là 300.000 nha. Rồi đây tôi quay mặt sau cho quý vị xem. Đây mặt sau của nó đây. Tỷ lệ đây. Đó cái này là mặt tiền nha. Cái này đúng ra là cái này mặt tiền nha. Rồi 350k. Ủa 300.000. Cái cây này là nó cao khoảng chưa tới 3 tấc. Từ dưới gốc mà lên tới đỉnh thì khoảng 2 tấc thôi, còn cái này là cái tàn lên nữa. Cũng phải 2 tấc 6, 2 tấc 7. Em đứng cây, em đứng cây. Hả? Em đứng cây tôi phải cái này 800 không? 413. 413 cây này là cái giá trị của nó là 300.000. Rồi thôi kết thúc nha quý vị. Rồi.